Gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sách ai tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén được. Ừ. Dạ, phải chén. Chén được bờ môi là vài tháng, sau vài tháng thì cô thích em là giờ có dám hôn môi cổ không? Trời ơi, nhìn như là một cặp ca sĩ bước ra sân khấu vậy đó. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Giang Đức, 32 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên tiếng Anh, đến từ Bình Dương. Dạ, xin chào hai anh chị, chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phương Thảo, em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và thiết kế về lĩnh vực thời trang ạ. Rồi anh đoán nha, trước đây là Thảo rất là dở tiếng Anh. Dạ đúng. Thế là tìm đến trung tâm của anh Đức. Và thầy Đức đang đứng giảng dạy và tia xuống, thấy con bé đẹp quá, thế là cua em, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi hay quá. Hay quá dần rồi. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng son Quốc Tường nó đoán đúng và đúng từng cm. Rồi bây giờ mời hai em tường thuật lại cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là em là giáo viên tiếng Anh, vì thế là vợ em cũng đến học. Trời ơi, vợ em hả, vừa đi vừa cầm cái hộp sữa cô gái Hà Lan mà núp. Trời ơi, em ngồi trong phòng giáo viên em nhìn ra, trời ơi, một vẻ đẹp ngất ngây trời mây. Ngất ngây. Trắng lắm mình, làn da trắng bóc luôn. Mà nhìn rất chi là tiểu thư luôn. Lúc đó em có nghĩ là cô này sẽ là học ở trong lớp của mình không? Không biết, chắc là em sẽ dạy hay không. Thoáng qua thấy đẹp quá thôi. Dạ đúng rồi, phải tia trước chứ. Vô lớp mà thấy cổ thì lúc đó em sao? Rất là hồi hộp, bởi vì không biết làm cách nào mà tạo ấn tượng với cô ấy đây. Đúng. Dĩ nhiên là em giỏi tiếng Anh rồi, em chỉ được cái nhiêu đó thôi đó. Nhan sắc là không có luôn. Mà thủ đoạn là vui. À đó. Nên em tìm mọi cách lân la kiếm được số điện thoại của cổ. Bởi vì có cái danh sách tên của học viên đó. Đầu về nhắn tin nhắn đồ. Nghĩa là trong ngày hôm đó là có số điện thoại luôn. Dạ đúng rồi. Chứ không thôi được thằng khách lượm lên. Ấn tượng của bạn chồng với bạn vợ là một phát ăn ngay đó. Có nghĩa là bạn ấy say đắm và bạn tìm mọi cách bạn chinh phục. Rồi còn Thảo thì sao? Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá. Rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi. Lo nhìn em không? Cứ tia em không à. Rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Rồi lên lúc đầu là ấn tượng của em cực kỳ ghét ông này luôn. Trong khi em trả lời cũng đúng mà. Đúng ông cũng đánh, sai ông cũng đánh. Tại vì em mắc tội. Dạ. Tội đẹp. Dạ chính xác anh. Sau cái hôm đó về á, khi mà bắt đầu ảnh dở những cái chiến thuật, chiến lược để mà tiếp cận em á, cái đầu tiên của cái chiến thuật đó là cái gì? Dạ, chiến lược của ổng đó là giả vờ nhắn tin nhầm số. Ghê chưa? Nhầm số gì mà hai ba lần vẫn còn nhầm. Xong rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại cho em. Nhưng mà nhắn cái gì, mà xong dạ, mà xin lỗi. Dạ, cũng là cái số. Kiểu nhắn tin nhầm số rồi hỏi làm quen rồi em là ai. Dạ, em chán luôn, không muốn trả lời luôn. Tới lúc mà gọi điện dữ quá em mới nghe máy. Em có biết cái bạn mà nhầm số là bạn bạn thầy không? Dạ em chưa biết. Tại không vì biết chưa, luôn. Chưa biết gì đúng dạ, không? Dạ chưa biết. Rồi. Tới 2-3 tuần sau mới nhận là tên là Đức, giáo viên ở cái trung tâm em đang học á. Khi em phát hiện ra đây là ông thầy Đức thì lúc đó như thế nào? Em thấy sao cái ông này ông kỳ ghê, ông lên lớp ông ghét em lắm mà. Ông cứ kiếm chuyện để ông đánh em mà sao ông nhắn tin em làm gì, em thấy cũng ngộ đánh ngộ. Đánh em? Dạ. Là sao? Là đánh cưng, về đánh cưng. Này chị, đánh như vậy nè. Vỗ vai vậy nè mà đau lắm. Ông thầy này ghê thiệt á, tức là ông dùng thủ đoạn tiếp cận là da thịt đụng da thịt bằng cách là đánh trò. Thôi mà đánh giày nè, con nổi điên không? Đánh cái này giống như đánh vuốt á em, đánh vuốt nè. Xem dở vậy hả? Có một cái chữ đó là đúng không? Thầy ơi là thầy. Em có suy nghĩ rằng là ổng cua mình không? Lúc sau là em nghĩ rồi đó, tại vì ổng cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á. Gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện. Mà cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt toàn là cái gì đâu trên trời không à. Không có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu á thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn 1 tháng. Tại vì mới cũng lâu dữ á. Dạ. Hơn 1 tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ông lúc đó lộ mặt rồi, là ông đã kêu hỏi em làm bạn gái ông rồi mà. Mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi đại coi sao. Dạ, tại thấy ông cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm. Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu cái gian nan khó khăn của em. Nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cũ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lưng la em tìm được nhà cũ. Sau đó em gọi điện. Em chưa bao giờ vô nhà cũ cả. Tiểu thư không? Chồng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ. Nên là rất là cưng luôn. Bởi vậy là cô trắng bốc. Rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó, mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Nói là vợ á,
Một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời dạ thầy. Đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ cũng phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ. Nhiều kinh nghiệm quá vậy. Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên. Em xấu kết cấu em không duyên. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người để ý. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ à. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ai tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ phải chén. Chén được bờ môi là vài tháng. Sau vài tháng thì cổ thách em là giờ có dám hôn môi cổ không? Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Mà cái lúc đó lạ đâu, lúc đó là... trên trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là trên trường? Ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. Dạ, cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn. Để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh. Thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên cầu thang? Dạ, ngay cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà... chứ không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, đúng chạy rồi. Mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hôn xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu luôn. Nhưng mà hỏi này tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá mà ổng cứ đòi đứng ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không? Ông giáo viên mà ông dám không? Em tưởng không dám ai vậy, ông làm thiệt ông chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Rồi nãy nghe nè. Dạ. Trong cái thời gian quen nhau á, em có ghen tuông gì không? Em ghen, ổng cũng ghen, hai đứa đều ghen dữ lắm. Ổng có mê gái không? Cực kỳ luôn anh, cái tật mê gái là kinh khủng khiếp từ lúc mà vậy quen mà em tới bây giờ luôn. Mình em thôi đó. Cái miệng vậy thôi chứ ra đường nha, lúc mà quen em á, chở em ngồi sau lưng, người ta đi ngang qua nhìn rồi, chạy quất xa rồi còn quái cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tát cho một phát, vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ. Không thèm nhìn dạ. Trai. Với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa là xinh. Vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là khi nào đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Bao lâu thì em mới cầu hôn Thảo? 5 năm, sau 5 năm. Thì em phải lựa một cái chỗ nào phải cao nhất để em cầu hôn. Chọn một cái tòa nhà cao nhất ở Bình Dương. Đó là một cái khách sạn 5 sao. Vào một cái ngày đẹp trời, mưa nhẹ rải rác. Mưa nhẹ rải rác. Một cái ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Và cũng có em luôn. 8 tháng 3. Dạ, mùng 8 tháng 3. Ở trên sân thượng rất cao, gió lồng lộng. Và nhạc du dương nữa. Em biểu là chút xíu em cầu hôn á, là bật cho em cái bài hát là Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó rút những ra cầu hôn cổ. Lúc đó là cái kiểu như là tim muốn rớt ra ngoài luôn á chị. Tại mình không có nghĩ là sẽ cầu hôn ngay lúc đó luôn. Mà cầm cái nhẫn rồi em còn chưa tin là sự thật nữa mà. Cứ tưởng là mơ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi sau đó là quyết định cưới đúng không? Chuyển qua cái hôn nhân đi. Hôn nhân gia đình đi. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau được 4 năm. 9 năm bên cạnh nhau đúng không? Nếu vậy thì lúc mà về thì sao? Thấy thật xấu với nhau không? Hay là đã lộ từ trước khi về rồi? Thực ra thì vợ em nâng như nâng trứng á. Bởi vì em muốn vợ em luôn luôn phải xinh đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng phải đẹp. Nên là em cố gắng là làm mọi thứ có thể. Nếu mà trong khả năng của mình thì em giúp vợ hết. Bây giờ này, chuẩn bị kể cái việc mà tật xấu của nhau thì ba ông phủ đầu. Phủ đầu. Sao mà bé vợ dám nói cái tật xấu của ông được? Em thôi, cứ nói đi em. Bây giờ Thảo hãy khui Thảo cái tật phải xấu nói của ông thầy này để cho ông tốt hẳn luôn. Bây giờ là ông tốt 90% phải không? Bữa nay khui luôn xong để ông tốt 100%. Bên ngoài thì mình cứ tưởng là tốt dữ lắm. Nhưng mà ở chung rồi người ta nói là ở trong chăn mới biết chăn có rận á. Rận nhiều không? Vỡ mộng, rận bạc ngàn luôn. Dạ, tật xấu thì đàn ông mà có tật xấu gì là ông có hết. Ông chỉ có không rượu chè cờ bạc thôi. Ví dụ nhất là cái vấn đề mà ở dơ á. Em nói ông này là ông trùm ở dơ luôn. Trùm nhìn ở dơ luôn. Bên ngoài thì nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á. Nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong mà đem giấu cất hết, khẩu trang đồ. Đến khi nào mà nó chất thành núi, hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt muốn ngất xỉu luôn. Quá nhiều. Mà lý do gì thầy giấu? Dạ tại vì mắc mớ gì giấu thầy? Tại vì em cũng thấy tội bởi vì cứ giặt lắc nhắc mà bà cứ lục đà lục đục suốt ngày trời ơi. Giặt tay hay giặt máy? Dạ giặt tay, ba sợ hư đồ. Bàn tay vợ em là xưa giờ là bố mẹ là không cho làm một cái thứ gì hết. Năm cô đến 20 tuổi cũng không đụng một cái thứ gì hết. Cái bàn tay nó mềm xíu à. Mà giặt đồ thì em cũng sợ thương vợ tổn hại nhan sắc một chút xíu. Em thấy em thương bằng lời nói thôi chứ không thấy hành động gì hết trơn. Rồi, ở dơ nè, hay giấu đồ nè. Vui tiếp đi em. Trong cái chuyện ở dơ còn cái ở dơ hơn nữa. Ngủ, giật mình thức giấc, móc cứt mũi. Em nói ông này ông ngộ trời. Ông móc cứt mũi rồi ông bắn đùng đùng lên trời vậy á. Rồi em tưởng đâu là thức rồi, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái ở dơ kinh khủng khiếp nữa là ông có cái tật là hay xì hơi. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn. Mà em đang ăn ngon lành, ông ngộ ông xì hơi.
làm em mất ăn luôn, ăn đâu còn thấy ngon nữa. Những người gì là khỏe lắm đó nha. Dạ. Chứ còn nhiều khi không xì hơi, người ta còn phải đi bác sĩ để mà ấn huyệt đặng cho xì hơi nữa đó. Gọi là xì đam mê luôn á. Cố tình là cố tình vậy là cố tình là làm cho nó to ra để chọc em mà. Ông có thể ém được nhưng mà ông không thích. Mỗi lần mà ông xì trước mặt em là ông vui kinh khủng, còn hơn là trúng số luôn á. Tại vì nè, cái cảm giác á, nhìn thấy bạn đời của mình á, cái mặt mà nó đau khổ á, tự nhiên vui lắm. Chính xác, vợ em là chúa sạch sẽ. Mà bà cứ nghe một cái gì đó, cái tiếng xịt cái thôi. Bà làm ghê gớm lắm. Bà làm giống như thế giới sụp đổ vậy. Đúng không? Rồi em khoái nha, em ghét nha, em càng ghét. Em cố tình ví dụ không ra em cũng nín cho nó ra, kiểu vậy. Kinh khủng khiếp. Tật xấu gì nữa nè? Dạ, thêm một cái tật xấu nữa là hay cằn nhằn. Mỗi lần mà ăn cơm á thì món nào ngon ông mới ăn, còn món nào dở là bữa đó là thế nào cũng có chuyện ông bỏ ăn. Rồi ông nói thôi ăn đại cho qua bữa, rồi canh thì ông nói húp đại miếng hồ cho xong cho rồi. Khổ như kế, la thì cũng không la, nhưng tự tôi ăn cho xong qua ngày đoạn tháng xong. Qua ngày đoạn tháng thì bây giờ thực không ăn thì đâu có sức mà đi làm. Thương quá. Còn bây giờ ăn cô vợ thì nghe khó khăn. Có bây giờ tổn thương không? Dạ tổn thương lắm chứ. Còn có thay đổi món lúc đó không? Dạ không, em kệ, không ăn ăn thôi chứ, tại em nấu cực khổ mà. Em nấu chăng là may rồi chứ. Đó, tại vì em còn công việc của em nữa mà, em còn chăm con nữa. Đúng rồi. Với lại ổng khôn lắm, đồ nào mà buổi trưa ăn còn dư á là buổi tối ổng không bao giờ ổng ăn. Ổng để cho em ăn cái đồ cũ, còn ổng không ăn đồ mới thôi. Ổng ăn trên đầu em không à? Trời ơi. Ăn trên đầu đâu. Thực ra vợ em là nấu ăn cực kỳ ngon. Dạ, nhưng mà ví dụ như có ngày nào mà hết đồ trong tủ lạnh mà không có có mua kịp thì ăn cái kiểu như ăn những cái món đơn giản á. Thì cũng em hay chọc là thôi gắn ăn cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thực ra em cũng dứt mấy chén chứ dễ gì mà em tha nổi. Giả bộ nó đẻo vậy thôi chứ. Mà vẫn ăn chứ đúng không? Dạ. Trong tất cả những tật xấu này thì em mong muốn anh thay đổi cái gì? Chắc là cái tật hay cằn nhằn á. Tại vì ổng hay nhằn em dữ lắm. Ví dụ như khuya em cho con uống sữa, nó khóc ông cũng nhằn, ông không ngủ được ông cũng nhằn. Em dậy sớm em rửa chén ông cũng nhằn. Mấy cái suốt ngày lục đà lục đục ông ngủ không được. Em làm nhiều cũng nhằn, em quét nhà nhiều cũng nhằn. Ông nói sao nhà vậy, tối ngày quét hoài à. Ông khó chịu lắm. Nhưng mà không bao giờ ông phụ em đâu. Khi nào mà em nổi cáu lên á, em sai hai ba lần á, mới phụ em được xíu. Mà làm cho có qua loa qua quýt thôi, chứ không phải là làm kiểu nhiệt tình. Làm cho qua ngày đoạn tháng đó. Dạ, qua ngày thôi. Rồi bây giờ tới thầy đó, thầy phán pháo rồi đi. Là gỗ có bị bệnh, giống như cái bị bệnh sạch sẽ quá đó. Ví dụ như trong phòng sạch sẽ, sạch tưng à. Đi mà nhiều khi là muốn trừ té được luôn, là nó quá sạch kinh kích luôn á. Trưa 12 giờ hoặc là đứng bóng 1 giờ không chịu ngủ đâu. Rồi lôi mấy cái giấy khăn ướt ra, lấy cái chai mà xách quẩn tay đó. Chà, trời, mà chà từng ô gạch luôn, trời, đó là kinh khủng khiếp. À, nhiều khi 9-10 giờ đêm mà ngồi bà cũng lao vậy đó. Ai chịu nổi, vì em cứ muốn là nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng cứ lục đà, lục đục. Cô ngồi im, cô chịu không nổi. Cô phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia, cô làm, cô bóc mới ra cô làm. Cô xếp đồ, xếp đạt, nhiều khi trong tủ nó gọn gàng, nắp vậy, cô cũng mới ra cô xếp. Rồi, tiếp tục. Có cái tật xấu cũng mắc cười nữa, ngày nào cũng nghĩ, trời ơi, sao mình không trúng số trời. Mà có mua vé số không? Có bao giờ mua vé số đâu. Dạ, đó mới là vấn đề. À, ngày nào không đi đâu. Dạ, cho con trúng số. Dạ, này trời lại mời tám phương chín hướng cho con trúng số. Mà có đời nào mua vé số đâu. Ở nhà đó là giữa con với chồng thì là cổ chăm bạn nào nhiều? Cô dành thời gian quá nhiều cho con. Em chỉ mong đợi là phải cố gắng chăm sóc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi. Thì con rồi nó cũng sẽ lớn thôi. Không lớn thời điểm này thì dần dần nó cũng tự lớn theo thời gian thôi. Không cần phải chăm sóc dữ lắm đâu. À, để cho nó lanh lê bò lết về, nhiều khi mà nó cũng khỏe hơn, nhận sức đề kháng hơn. Cứ lặt lục đà lục đục chăm con thôi. Em thấy là rất là bé tội. Là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 11 tháng. Rồi em có chạnh lòng khi mà chăm con quá rồi bỏ em qua bên vệ đường không? Có chứ. Dạ. Giống thương như em là cám mà để đó mà heo không được ăn đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời, sao không có thể giải thoát được chuyện này đi ta? À. Tại vì ổng đi dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ổng mới về. Mà ổng về ổng đâu quan tâm gì tới em đâu. Ổng cứ nằm ổng bấm điện thoại suốt. Em nói là chuyên comment với lại like dạo mà. Lên rồi có ai đẹp là like với comment thôi, đâu có quan tâm điếp xỉ gì em. Đó thấy chưa? Em phải lo cho con thôi. Đó thấy chưa? Có lý do nha. Khúc mắc là chỗ này nè. Bây giờ muốn heo mà muốn ăn cám á thì làm ơn đi, phải đi tìm cái bệ cám đó. Rồi phải hít phải hửi coi cám có thơm hay không. Đúng này, rồi. Này như thế nào rồi mới được ăn chứ. Cứ như vậy mà giờ cám trở thành cô gái lau gạch. Rồi em có mong muốn thay đổi gì không? Hy vọng là giờ em cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân với lại chăm sóc chồng hơn. Chứ để dành cho cái thằng nhỏ nó chiếm hết sao làm ăn gì được. Đúng rồi, nó chiếm hết. Tỷ lệ làm ăn bây giờ là tính theo tuần hay theo tháng? Hiện tại bây giờ thì bé nó cũng lớn rồi.
Dạ nên là cũng theo tuần á. Dạ. Theo tuần. Dạ, theo tuần là em còn hạnh phúc. Dạ. Có những người đàn ông á là còn phải tính theo tháng, thậm chí là theo quý. Quý, là quý. Dạ. Nói chung là tuần là được rồi. Dạ. Với cái 11 tháng như vậy là chu kỳ theo tuần là ok rồi. Dạ. Để cho con nó cứng cáp chút xíu nữa rồi mới đi học. Dạ. Nhất cũng là cải thiện được rồi đó. Dạ cũng cải thiện rồi được rồi mà. Mà mới có em bé nó bỡ ngỡ nên nhiều khi là nó bị áp lực kinh khủng khiếp. Kiểu giống làm thế nào mà giải thoát được đi trời. Thôi vợ chồng quá đẹp đôi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị. Chị với em cùng nói một câu có đúng không nè? Phu thê. Gương mặt phu thê. Cặp này là có gương mặt phu thê gõ ghè luôn á. Hai vợ chồng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 6 tuổi. Ờ 6 tuổi hả? Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ. Xin chào anh MC Quốc Thận hài hước. Xin chào chị Hồng Vân dễ thương. Cảm ơn em. Dạ xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Phước Hậu. Hôm nay em 32 tuổi. Em làm việc là kỹ sư ba cùng của tập đoàn Lộc Trời. À. Dạ chuyên về cây ăn trái. Dạ. Em sống ở đâu? Dạ hiện tại em sống và làm việc tại Tiền Giang. Từ Tiền Giang lên đây luôn. Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Em năm nay 32 tuổi. Em là thạc sĩ nông nghiệp. Hiện em là kinh doanh tại nhà và online mặt hàng nông sản sạch. Nông sản sạch. Chứ không có làm chung công ty dạ, với họ. Dạ, để có nhiều thời gian gia đình được chăm sóc con á chị. Hai bạn gần như là làm chung với cái ngành nghề với nhau rồi. Dạ lúc trước học chung luôn. Học chung luôn. Đại học. Thôi như vậy là chắc có lẽ là hai người quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Là hai đứa học chung đại học nông nghiệp. Dạ đúng rồi. Ở đâu? Dạ ở Vĩnh Long, Đại học Cửu Long, Vĩnh Long. Vậy là quen nhau cũng lâu lắm rồi nè đúng không? Dạ. Dạ mười mấy năm. Mười mấy năm. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi. Cái việc mà em đến với cô này như thế nào? Dạ. Và lần đầu tiên em gặp cô gái này thì em ấn tượng ra sao? Dạ lúc mà hai đứa em quen nhau là thời sinh viên thì mới vào gặp thôi. Cô này là thủ quỷ. Thì em nhìn là em để ý liền. Cô dễ thương nè. Rồi em nhận xét nha. Thấy chắc cô này học giỏi nè. Rồi thông minh nữa. Là em kết liền. Em bắt đầu em cua liền. Và em theo đuổi suốt luôn. Rồi em rủ đi sinh hoạt đoàn nè. Rồi em giả bộ mà lấy mượn tiền quỷ á. Mượn tiền quỷ để mình làm cái cớ tiếp thôi. Cận. Tiếp cận cô thủ quỷ này thôi. Nhưng mà lúc đó là có nhiều người cua cổ không? Trong lớp em á. Dạ. Em nhiều đối thủ không? Em chủ động trước rồi mấy bạn khác không dám. Biết đúng không? À, đang biết nghĩa là giang hồ lắm. Chắc có lẽ là ra cái đó ra rã cho nhìn mọi người cái biết. Mặt ổng giang hồ lắm cho nên mấy kia chắc không dám gỡ đúng không? Cứ tiếp cận không có ai nhưng có cơ hội á. Lúc đó là em có những cái đuôi nào theo em không? Em thì hơi kín tiếng giống như là ít tiếp xúc với bạn nhiều á, rồi tập trung học thôi. Lúc đó là không chú ý nhiều tới ảnh. Tập trung học với giữ tiền thôi. Dạ. Anh cứ theo á, ngủ đi đòn đi đội đòn. Nói không, lo học mà anh cũng thuyết phục phải đi mới được. Nhưng mà lúc đầu tiên gặp chồng em là em có ấn tượng, em có thích không? Không, nó nhiều lắm. Mượn tiền, mượn ơ rồi nữa đúng không? Không thích. Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình với cô? Sau khoảng 3-4 tháng là em quyết định em chủ động luôn. Xin số điện thoại. Xin số điện thoại nè. Mà bạn không có cho. Bạn cho xin cho số điện thoại như bạn học chung á. Em đâu có chỉ nhà đâu. Ừ. Rồi em nói ở huyện đó. Chứ thật ra nhà em ở xã. Vậy mà tới Tết cũng mon men đi tìm mà học hỏi địa chỉ cụ thể. Mùng 1 lạc một ngày luôn. Tới chiều á mới gọi nhóm bạn em cái ra đón. Tới chiều thấy tội nghiệp quá, lúc đó mới ấn tượng. Gì tội đúng không? Thấy tội nghiệp mà thấy cũng hiền. Lúc đó mới để ý. Trước khi tỏ tình đó không? Dạ. Những lần sau em xuống nhà là lấy lòng ba mẹ với bà con họ trước. Mà gia đình có thương em không? Lúc dạ thương, lúc tại bên vợ em cũng làm nông nghiệp, còn em cũng làm nông nghiệp nữa. Bởi vì thích nhau có chút cảm tình rồi lắm. Mà đặc biệt là anh ra trường á, anh làm cho công ty tập đoàn Lộc Trời á. Rồi cái anh xuống, anh mượn cớ xuống thăm đồng. Rồi hỗ trợ cha công việc cây cỏ, đồ đất, cây cảnh. Rồi lấy lòng người lớn. Rồi đem cái tài năng của mình ra để mà có thể là phục vụ cho gia đình bên bạn gái. Rồi tỏ tình với ai có dễ không? Dạ cũng dễ. Bữa đó hai đứa đi uống cà phê. Em có chuẩn bị cái đồng hồ. Cái em hỏi là bạn làm bạn gái mình nha. Rồi cái bạn cũng suy nghĩ một hồi. Rồi bạn đồng ý. Với điều kiện là bạn nói là quen là để đôi bạn cùng tiến thôi. Chủ yếu là mình học thôi. Em cũng thích như vậy. Dạ tình yêu trong sáng. Rồi sau này ra trường. Dạ nếu rồi... tôi có duyên nợ nữa ra trường phải lập nghiệp. Dạ phải lập nghiệp. Xong rồi hẹn 4 năm. Dạ sẽ đám cưới. Rồi nhưng mà tình yêu trong sáng. Nhưng mà nó sáng cỡ nào? Trong cái thời gian yêu đó
có nắm tay, có hôn má nhẹ được không? À, bữa tỏ tình là em có hôn, em chủ động là đòi hôn bạn. Rồi bạn nói hồi tắt đèn mới được, mắc cỡ. Dạ bạn tắt đèn rồi hôn, nụ hôn đầu đời thôi. Thì trong vòng 1 phút 30 giây thôi, rất là nhanh. Là bật đèn lên. Dạ. Sau cái buổi đó, qua ngày hôm sau tụi em gặp lại nhau, thì cái cảm xúc nó có khác trước nhiều không? Mình dạ. cảm thấy giống như mình là của nhau rồi. Dạ, thân thuộc hơn. Thân thuộc dạ. hơn. Dạng dĩ hơn, đúng không? Đưa rước dạ. em mà không đi, ai đi cơ hội, có cơ hội. Học chung ngồi chung bạn luôn. Như là các bạn đều biết hết luôn, dạ. công khai luôn, đúng không? Lúc đó là mặc định là anh đã là của tôi rồi và em đã là của tôi rồi, đúng không? Dạ. Cái thời đang yêu nhau, Hậu á, có lãng mạn không? Có thường xuyên tặng quà cho bạn gái không? Sinh nhật á, lần đầu á, trước một tháng, mà anh chở lên thị xã, mua cho con gấu, cái anh tặng. Em lo họ không biết cái quà gì nữa, cái anh mới nói là quà sinh nhật, cái cũng là tiền của anh tự làm ra, cũng xúc động. Là con gấu đó là để dành bao nhiêu lâu thì mới có tiền mua con gấu? Dạ mình tính thời đó là nhịn đói một tháng anh. Trời ơi. Dạ em tặng trước một tháng, bây giờ cũng hơi bất ngờ rồi mới hỏi tại sao tặng, mà em sợ cuối tháng hết tiền không mua được. Nên mua đầu tháng luôn. Dạ. Đúng không? Đó là lý do đúng không? Chà con gấu đó giờ còn không em? Dạ còn. Thương vậy là thương cái thật thà như vậy đó. Cái tiết kiệm đúng dạ, không? Cái tiết kiệm. Hai bạn giữ tình yêu trong sáng, nhưng mà giữ cho đến khi nào? Dạ thì giờ em nói là thương nhau á, là tới 4 năm 4 năm sau mới cưới, là sau khi ra trường á, 4 năm mới cưới. Trong có 1 năm thôi, 1 năm là... Năm đầu ra trường. Em xuống em hỏi cưới vợ em rồi, vợ em bất ngờ lắm. Bữa đầu tiên á, là đi, em nói vợ em á, là đi có xe 4-5 người xuống thôi. Rồi dẫn chơi. Cha mẹ xuống chơi xuống thôi. Chơi cho biết. Mà em đi xe 16 chỗ 2-3 chiếc luôn. Rồi vợ em bất ngờ. Rồi xong tháng sau là bên nhà trai nhà gái là hẹn nhau 1 tháng sau là cưới luôn. Vậy đó hả? Tại vì dạ. bên nhà vợ là đã thích ông rồi. Cơ bản là dạ, bên nhà dạ, vợ dạ, đã thích ông rồi. Nhưng mà giữ cho đến đêm tân hôn luôn. Dạ. Tình yêu trong sáng 5-6 năm luôn. Dạ. Trời ơi hay quá vậy ta. Như vậy chắc chắn đêm tân hôn rất là đặc biệt đúng không chị Mộng? Rất là đặc biệt luôn. Nhà em thì nhà gỗ, có cái giường cũng bằng gỗ luôn. Thì mình nhúng nhích đó là nó kêu cọt kẹt à. Mà trong khi đó có anh chị ngủ phía sau. Sát vách. Rồi sát vách đó, có đứa cháu ngủ nữa. Dạ, đêm đó chắc mệt mỏi à. Hai đứa trằn trọc cũng hơi khó ngủ. Rồi cuối cùng là có thành công không hay là để tới tuần sau mới có tân hôn? 3 ngày về không có tân hôn. Là không có đúng không? Sáng này chị gặp nhiều trường hợp vậy rồi, các bạn cũng kể vậy đó. Cọt ở dưới quê á, rồi đó nhiều khi ngủ trong cái phòng tân hôn nó còn có mấy đứa nhỏ, đứa cháu. Đứa cháu em á hỏi... Ý vậy mà sáng con hỏi hồi tối cô Út làm gì mà kêu quá trời luôn. Chưa làm gì đó. Trần trọc, mới thôi trần trọc. Rồi giờ tới hôn nhân đi. Có vỡ mộng gì sau hôn nhân không nè, kể tật xấu đi. Tật xấu ở chồng á là hay nóng tính. Tính của chồng là nóng dạ, hả? Nóng tính. Thì cũng có chút vô tâm nữa. Thấy hiền vậy mà nóng tính à? Dạ nóng tính lắm. Có bao giờ nóng mà nạt vợ mà vợ khóc không? Có lần tức khóc. Mỗi lần khóc thì sao? Cho anh xìu xuống thường lại. Thường em. Dạ ngưng. Em dạy vi tính á, em dạy vi tính cho vợ á, em chỉ hoài á cái không chịu làm theo á, cái wow. em la lớn lên, cái vợ giận em lắm. Tức. Tại mình mới học mà ảnh học chuyên nghiệp rồi, cái cũng mà bên này cũng dễ dỗ đúng không? Dạ. À. Dạ. Rồi sao nữa nè? Lại nói gì bị vô tâm hả? Dạ vô tâm. Ví dụ như là có chuyện buồn á, cái anh nói cần bờ vai mình để dựa vào đó. Anh nói nữ phải mạnh mẽ, không có khóc, khóc thì cũng đâu giải quyết được gì. Mà lúc đó em cần một người dỗ dành thôi, nhỏ nhẹ thôi, hay là mượn bờ vai khóc thôi, khóc thiệt là nhiều rồi thôi. Nữ mà cũng cần có lúc mềm mỏng, được người nào đó chiều chuộng. Thì thường thì dạ em thì thích ngọt, mà em hơi thẳng thắn tí. Ví dụ mình có chuyện gì buồn á, thì mình cũng buồn chút tí thôi, rồi mình cố gắng mình vượt qua. Là lúc đó ta cần an ủi. Dạ đúng rồi. Chỉ cần em hãy tựa đầu vào vai anh khóc cho đã đi, đã sướng. Dạ cho nó quá hết ức á. Vợ em thương em lắm nha. Mới đi làm xíu là điện hỏi thăm là nhớ rồi. Tới bây giờ luôn á, hồi xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy luôn. Ôi vậy hả? Biểu chồng đẹp chi khổ. Còn nói á, nó nhớ ít thôi, nhớ nhiều với vợ. À cái, vậy đó cái em không có điện á, không điện. Ừ chắc này sao chưa về cái nó. Sao bữa nay vợ không điện. Thấy chưa? Mâu thuẫn. Dạ. Thì em cũng nhớ vợ em mà lâu lâu không điện em cũng điện lại. Đó, thôi gì được rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hậu. Vợ em có gì xấu không? Vợ em thì tánh hay bỏ đồ đạc lung tung. Lúc mới về á thì ví dụ bỏ cái nón đây, bỏ cái áo đây. Bơ bôn. Dạ. Cái mà mỗi lần mình đi đâu á, cái chồng ơi,
Chồng ơi, là em biết rồi, em biết cái món đó nằm ở đâu rồi. Cái nón nằm đâu, cái giày nằm đâu, áo nằm đâu là em đang gửi sách cho vợ. Chồng ơi, áo em không đâu phải, em chỉ thôi. Rồi tiếp theo, có tật xấu gì không nè? Vợ em thì hơi kén ăn tí. Mỗi lần ăn chung với nhau, ăn ở nhà hay ở quán vậy luôn. Vợ ăn chút xíu à. Cái cũng giữ eo nghe. Rồi cái còn dư miếng cái, hoặc là chủ động đưa kêu trước. Chồng ơi, cũng chồng ơi nữa. Là phụ em, phụ em. Ghét em ú nu rồi vợ em ốm nhách. Sớt ra đúng không? Dạ đúng rồi. Có ăn cơm gì không? Còn tật xấu gì nữa không nè? Thường em ngủ dậy trước, em tập thể dục. Em cũng ngủ vợ em tập thể dục. Con em tập thể dục luôn. Mà vợ em hơi chậm tí. Hay ngủ nướng đúng không? Dạ. Nướng. Tại mệt mỏi á, chị cũng nướng á mà. Cái lúc nướng là cái lúc mà sung sướng nhất trên cuộc đời. Dạ đúng. Là ngủ mà nướng sao mắt mới gì á, gần sáng ngủ ngon ơi là ngon. Ngủ ngon lắm, đêm thì cứ trằn trọc ngủ được. Rồi sao giờ muốn mong muốn vợ thay đổi gì không? Dạ thì hai chồng cùng nhau thông cảm cho nhau nè, cùng nhau hiểu nhau hơn để gia đình hạnh phúc hơn, nuôi con tiến bộ hơn. Còn em? Em có thể mong muốn chồng em bớt lớn tiếng đi, bớt nóng tính lại một chút, làm gia đình im ấm à. Cứ mỗi lần anh nóng tính là em làm như là gì đó, không muốn làm theo ý ảnh. Đó. Chỉ vậy thôi. Tức là khi mà anh nóng lên là bắt đầu em cảm thấy em muốn làm trái ngược lại. Làm trái ngược lại luôn đúng không? Dạ. Hơi bướng xíu. Hiểu không? Dạ. Thay đổi được không? Dạ được. Vợ em thì thích ngọt. Em nói ngọt là vợ em mê lắm. Mê. Chị thấy nè, tụi em á, tức là tụi em quen nhau và lấy nhau một cái khoảng thời gian rất là dài rồi đúng không? Giống như là có những cái mà mình có thể bỏ qua được á, thì mình cố gắng mình bỏ để mình giữ gìn cái cuộc sống hôn nhân này. Dạ. Đúng không em? Thì hai cái điều mà tụi em mong muốn về nhau nó cũng đơn giản quá mà. Ví dụ như là em đã biết yếu điểm của vợ em là thích ngọt. Thì mắc mớ gì mà em không xài ngọt đi. Dạ. Để cho vợ em nghe lời em, đúng không? Cái thằng bé 6 tuổi là bây giờ nó bắt đầu, nó biết cảm nhận rồi đó. Dạ, nó sẽ nhìn, nó đánh giá, nó soi xét, nó này kia kia nọ. Nhất là mỗi lần mà ba mà nóng tính he, nó nghĩ là ba đúng. Tại vì thường con trai á, nó hay thần tượng ba. Dạ. Cho nên nó nghĩ là phải như vậy đó thì mình mới giống ba. Trong cái gia đình đó mình phải là cái chỗ dựa mà vừa vững chắc mà vừa bình an cho vợ, cho con. Thì cái điều đó là, đó là cái sự mong ngóng của tất cả những người phụ nữ trên cái cõi đời ô trọc này đó. Là chị nói nghiêm túc luôn á. Rồi chỉ cần thấy vợ buồn, thấy vợ có gì đó nó hơi tủi hoặc khóc đó, thì cần lại vỗ vai cái thôi. Mà không sao đâu, có anh nè. Anh cưng nha. Chỉ vậy thôi đó. Chỉ cần vậy thôi đúng không? Chỉ cần đơn giản thôi mà. Làm được đúng không? Dạ được. Xây thay đổi nhưng mà mặn nữa. Mấy tháng là cưới liền. Quyết mấy định tháng, luôn. Mấy tháng lạ và mặn. Thiệt, mặn mòi. Đó. Thật sự luôn. Mấy tháng là quyết định cưới liền. Nhiều á cái mình có được. Là quen nhau. Làng danh tấn công hay là bé Vi tấn công em? Không, lúc đó là em quay danh tấn công. Trời ơi, lúc đó em thấy sao tự nhiên cái mình được lên. Dạ. Đúng không? Được lên đời. Rất là đúng không Vi? Dạ đúng. Không uổng công 10 năm mình tấn công anh ấy và bây giờ anh ấy tấn công lại mình. Dạ. Phản kèo. Không, bây giờ á con tâm sự một chút xíu cái hạnh phúc của mình á sau cái buổi đầu tiên đó. Khi mà gặp được thần tượng 10 năm của mình rồi ảnh lại ấm áp như vậy. Rồi sau đó những ngày sau là ảnh tấn công mình dồn dập ở lúc đó con sao? Dạ. Anh thì mấy lần đó là anh đi làm rất là khuya. Nhưng mà tới 1-2 giờ sáng anh mới về. Nhưng mà anh vẫn ghé qua nhà con, nhà Bình Tân. Xong từ nhà Bình Tân anh ở đấy ăn tối với con. Xong đó là mới chạy về Bình Thạnh ngủ. Nhưng mà 6 giờ sáng là phải đi tiếp rồi. Ngày một khoảng thời gian rất là dài. Ngày nào liên tục cũng như vậy hết trơn á. Con thấy xuống rất là luôn thương. Dạ. Dù rất là buồn ngủ nhưng mà vẫn thức để đợi anh mà... anh về tới gần nhà rồi nè. Lúc là mở là... cửa đón đồ ăn nọ, dọn cơm ra. Lúc đó là con đi làm ngoài chợ Bình Điền con. Làm cho công ty chú con là làm ngoài chợ Bình Điền. Cho nên là về 1-2 giờ sáng không à. Mà thấy tội nghiệp lắm. Cứ nhắn là anh ơi em chờ anh, em nấu cơm rồi nè. Giờ chẳng lẽ mình không chạy qua mình ăn. Mà thì... từ Bình Điền mà qua Bình Thạnh là nó xa lắm á. Dạ đó. Đúng rồi, nó xa dữ lắm. Đúng rồi. 30 mấy cây số. 6 giờ sáng hôm sau lại phải đi đến Bình Điền. 6 giờ sáng là phải đi rồi, tại vì hàng này kia nhiều lắm. Trời, chị tưởng tượng đi Bình Điền nó xa lắm. Mà đúng qua rồi. Bình Thạnh là giống như đi phượt vậy. Chị có quay ở Bình Điền rồi chị biết mà. Xa lắm. Rồi chắc có lẽ là chắc cũng vài ngày là coi như là chính thức yêu nhau đúng không? Bao lâu thì đưa hai đứa đưa nhau về ra mắt gia đình? Dạ là từ quen nhau từ tháng 10 là sau cái buổi đi đầu tiên đó là mình nói thẳng luôn. Tại vì không còn trẻ nữa con. Cho nên là nói là giờ ok là quen là
cưới, tiến tới hôn nhân. Chứ mình không có thời gian mà mình cù cưa nữa. Dạ, cù cưa nữa. Tới giờ tới mệt rồi. Mỏi. Nhưng mà khi mà ra mắt mẹ vợ đó thì mẹ của Vi á chắc lẽ là chịu liền công danh đúng không? Dạ, bữa đó mất cười lắm. Mẹ kêu anh Danh vô ngồi trên bàn hai. Em chỉ dám đứng phía sau bếp chụp tấm hình lên thôi, là hai mẹ anh Danh với lại mẹ ngồi nói chuyện mà mẹ hỏi như cảnh sát điều tra. Mẹ hỏi nghiêm dữ lắm. Con nhà đâu? Hỏi ba má nhà đâu, con đâu, con làm gì? Hỏi liên tục luôn. Thì tại trước đó đã nói với mẹ có một cái bộ phim anh Danh đang đóng trên TV và anh chỉ là mẹ ơi, người yêu con kìa. Mẹ không tin, mẹ chửi thôi khùng quá. Mẹ chửi như vậy. Nhưng mà thật lúc mà đưa anh Danh về giới thiệu với mẹ, mẹ từ đầu á là anh Danh đã nở một cái nụ cười là mẹ thích liền á. Lúc đó nhưng mà vô vẫn hỏi tấn hỏi rồi rất là nghiêm khắc, hỏi về lý thuyết thôi, hỏi cho có thôi chứ trong bụng là mẹ chịu liền. Chứ là mặt Danh nó thiện cảm muốn chết luôn, gặp Danh là chắc chắn là ai cũng có cái thiện cảm, có rất là hiền tươi. Mà em vô em áp dụng mấy câu thoại trong phim liền cô. Đâu, là câu gì, hình câu thức gì? Bề ngoài là không quan trọng đâu mẹ, chủ yếu là bên trong. Mẹ chịu liền, chịu liền. Nhưng mà nói nghe nè, rồi ba đâu? Dạ thì từ nhỏ lớn chỉ sống với mẹ thôi, không sống với ba. Vậy là chỉ có hai mẹ con dạ, thôi. Dạ, nhà chỉ có hai mẹ con nhà thôi. Nhà nó đơn quá vậy. Dạ, dạ ba với mẹ là ly dị khi mà bé Vi là còn nhỏ. Nhỏ xíu phải không? Xíu. Mà không có cái liên lạc gì với ba luôn. Dạ không, em không có liên lạc gì với ba hết. Đi cái việc đi lại, đi làm mà qua nhà bạn gái như vậy xa quá. Dạ. Thế là em tại sao không có ý định là ở lại nhà vợ luôn? Có chứ anh. Nhưng mà lúc đó tại mẹ cũng căng lắm. Mẹ cho em đúng không? Không, mẹ vợ. Mẹ vợ căng lắm cho nên là mẹ không có dám ngủ lại. Cho nên chấp nhận đi vậy á. Mà mình đi riết là chừng 1-2 tháng mẹ vợ thấy tội quá kêu thôi con ngủ lại luôn. Tự luôn. Tại vì mẹ thích cái là tâm lý của mấy bà mẹ mà chỉ sống với con á. Thì cái người đàn ông này nếu thực sự mà bà mẹ thích á. Thì gần như là bà trao ngay một cái gọi là cái trụ cột á cho cái người con rể liền. Tâm lý mấy bà mẹ là như vậy, khi mà bà đã cảm thấy bà tin tưởng rồi. Đúng không? Em bây giờ và Danh bây giờ là giống như là cái cây cột cái của gia đình luôn á. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Như là trao luôn cái chìa khóa đó. Dạ. Đó, đó. Trao con gái rồi nhưng, trao luôn. Nhưng mà mẹ em bên nhà thì sao? Khi mà quyết định mà cưới nhau á thì khi mà hai bên gia đình ra mắt nhau á là Tết, là cách đó mấy tháng sau là hai bên gia đình Tết là mùng 5 là giáp vô là hai bên gia đình gặp mặt. Thì xong cái buổi đó là em nói là thôi, nói với mẹ là thôi để con qua nhà bên mẹ vợ con ở rể luôn. Mẹ cũng mẹ ruột của em cũng căng thẳng. Sốc không? Bà sốc không? Sốc chứ. Tức là nhà Danh có mấy anh em? Nhà có hai đứa. Thì một đứa em gái là đi lấy chồng trước rồi. Cũng neo đơn đó nghe. Neo đơn. Thì còn có mình em là con lớn. Mà còn ba mẹ ở nhà. Cho nên nói ra cái điều đó mẹ em sốc một tuần lễ là buồn mà không nói chuyện, không đá động đến vấn đề đó luôn. Nhưng mà rồi sau đó thì sao? Đâu, nhưng mà ít ra là bên đó là mẹ là có ba đúng không? Dạ, nhà của Danh á là có hai vợ chồng, ba mẹ. Còn bên đây là nếu bên này là có một bé bên này mẹ. Mà qua đây là mình ơn mẹ là coi như là thấy tội mẹ đúng không? Đó. Thì bên mẹ vợ bên này cũng nói là cũng muốn tụi em về bên bển với bà mẹ. Nhưng mà thấy mẹ bên này bị cao huyết áp, tội quá. Đúng rồi. Mà không thể nào mà về mà bỏ mẹ về được. Đi xa lỡ có chuyện gì, tại nhiều khi nửa đêm, bây giờ cũng vậy, nhiều khi nửa đêm có chuyện đi lên máu là em phải chở đi bệnh viện. Thật ra đó là một cái điều rất là khó. Nó khó, đây là khó cho Danh á. Cho Danh á. Vậy thì sau đó bao lâu thì em thuyết phục được với mẹ và mẹ cảm thấy coi như là không có buồn nữa? Cũng cỡ một tháng á. Một tháng thì mà thì khi mà em nói mẹ con muốn ngồi nói chuyện với mẹ là hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, bộc bạch hết tâm sự, những cái điều mình muốn nói, những cái điều mẹ muốn nói. Nói bây giờ mẹ bên bển neo đơn quá, Vi về đây thì ở bển không ai lo cho mẹ này kia. Thì ba mẹ là sắp tới là lên con Thư, là lên cho em là ở với nó, tại vì con Thư nó muốn ba mẹ lên ở với nó. Vậy thì ba mẹ cho phép con về đây, ai muốn nói sao ở rể, nói như nào mặc kệ người ta đi. Con còn sống cho hạnh phúc của con, không quan tâm tới ai. Đúng rồi. Trời ơi, chúc mừng em Vi ơi Vi.
Coi vì bây giờ cái công của mình 10 năm trời giờ mình được đền đáp quá hớp luôn còn gì nữa đúng không? Thật ra là khi mà có anh Danh về á, nó giống như một cái trụ cột mà con cảm thấy rất là an tâm mà cũng là một cái rất là an toàn cho con. Đúng tại vì rồi. Có mà chưa khi mà khi chưa cưới á, mẹ bị nhập viện á thì chỉ có một mình con, 1-2-3 giờ sáng ngủ trong bệnh viện là chuyện bình thường. Cứ 1-2 tháng rồi hoài à, con cứ ngủ mà trên trong hành lang với ghế đá bệnh viện đó. Cứ lúc đó nhiều khi con cũng siêu nhân lắm kìa, đưa đẩy mẹ vô rồi con giật cái xe đẩy đó. Mà cứng lắm, mà lúc đó không hiểu sao, bình thường con sẽ không giờ giật nổi mà lúc đó là con chỉ biết là tông mẹ vô cái cửa của cái của cấp cứu và con mở cái xe ra thôi. Thì nhưng mà khi mà lấy anh Nhanh rồi á thì nhiều hôm mà mẹ có việc gì á, anh ơi có là cầu cứu kế bên liền. Rất là đỡ. Thôi, mẹ giờ chắc mẹ cũng mãn nguyện lắm hả? Chắc mẹ chắc thương mẹ rất Nhanh là thương hơn anh Nhanh luôn ha. Dạ, cứ sáng sớm mà con nay muốn ăn cái gì, muốn ăn gì mẹ nấu đều là những món anh Nhanh. Rồi, như vậy là hai đứa là cưới. Nếu anh đó không lầm là cưới trong cái giai đoạn dịch đúng không? Ủa lúc đó là cưới xong rồi mới dịch. Không, tụi em khi mà tụi em quyết định cưới là tháng 9 thì tới tháng 4, tháng 4 là bắt đầu nổ ra cái dịch lớn nhất. Cái đợt dịch mà phong tỏa khắp thành phố luôn. Thì lúc đó là coi như rung hết. Tại vì đã đặt tiền nhà hàng ngay từ trước rồi. Đầu năm là đã đặt mình, tiền nhà hàng rồi. Tháng 4 dịch đúng không? Tháng 4 dịch là đặt nhà hàng rồi. Là tháng 9 là đám cưới rồi. Trời ơi, đúng rồi. Rồi cuối cùng sao có cưới được không? Cuối cùng là coi như là tiền nhà hàng là coi như bỏ. Tại vì tới tháng 9 là vừa hết tháng 9 mới có cái lệnh, đầu tháng 10 là lệnh đãi được có 2 bàn 20 người, gói gọn hai bên gia đình 20 người. Rồi sao? Đãi được trong gia đình hai bên dòng họ là được có 2 bàn thôi, 20 người với hàng 20 người. Giống như buổi ra mắt thì dạ, giống như buổi ra mắt. Hỏi rồi đám hỏi, đám coi mắt đồ này kia nọ. Thậm chí là cái buổi đám cưới mà nó còn ít người hơn là cái buổi mà đám hỏi nữa. Cái lúc đó cái cảm xúc của em sao Vy? Dạ trước đó con khóc hoài à. Đêm nào cũng khóc, ngày nào vậy? Cũng khóc. Kiểu sao số mình lại như vậy, đám cưới cũng không có được trọn vẹn nọ. Thì tại vì trước đó mình một cô gái đó, nghĩ rồi là đầu đám cưới mình sẽ như cổ tích nọ rất là nhiều. Đúng rồi, câu chuyện của mình cũng gần giống như là một câu chuyện phim rồi. Mà bây giờ mình lại lấy được idol của mình nè. Mình muốn cả thế giới biết được là đó cái điều mong muốn của mình đã thành hiện thực đúng không? Đó, nhưng mà thôi. Thôi mai mốt á, khi nào có con á làm đám cưới luôn lần coi như làm lại. Không, ủa mà giờ có con chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi về có tranh thủ không vậy? Bao lâu rồi nè? Cũng rất là nôn nóng rồi, chắc cũng cả năm nay rồi, từ trước cưới cái gì. Có nghĩa là sau khi mà hai bên gia đình gặp mặt đám hỏi xong á là em qua em ở rể luôn. Ở luôn là nói chung là xong hết luôn rồi đúng không? Dạ, từ đó là hai bên gia đình cũng nói là thoải mái đi tụi con, xả láng đi tụi con đúng không? Dạ, có em bé càng tốt, trước đám cưới càng tốt nữa. Nhưng mà Vi thì chắc chắn là muốn rồi đó. Nhưng mà không biết Danh thì có muốn có em bé không? Em thì cũng muốn rồi anh Thuận. Rất là muốn luôn. Nhưng mà nó chưa ra đúng không? Dạ chưa. Tới bữa nay thì vẫn chưa ra đúng không? Rồi yên tâm đi, xong chương trình này rồi á, tôi hy vọng là với một cái buổi sáng như thế này, với cái mỏ của tôi đó, tôi sẽ hy vọng tôi sẽ mang đến một cái niềm may mắn đến cho hai vợ chồng. Cảm ơn anh thầy mụ đó. Dạ, em muốn miếng sữa xong em chút liền. Rồi em nói với anh Thuận biết chứ, thiệt nhiều khi á vợ em thấy nhỏ em của con á cô là hai đứa mà sanh năm một, trời nôn bà này, má nôn cực kỳ luôn. Cái tháng dịch đó anh, bà cứ kêu anh ơi lên cài kiếm con, lên cài kiếm con. Trời ơi em nổi da gà luôn á, em ớn lạnh luôn á. Có nhiều đêm á anh, có nhiều đêm á nhắn tin sao ở dưới hoài vậy, sao giờ này chưa lên ngủ, nói anh coi đá banh. Em ngồi tới 3 giờ sáng luôn, không dám lên. Tại lên là cài đúng không? Lên là cài, không dám lên. Cày sâu thuốc bẩm. Có nhớ tần suất một tuần đó là coi như là ngày nào cũng đều á, ngày nào cũng cài. Tới tận bây giờ luôn, cũng tối ngày luôn. Tối hôm qua cũng vậy. Coi anh ơi,
cái ngày này là ngày cao điểm nè, ráng đi anh, ráng đi anh. Nói thôi em ơi, sáng mai đi quay sớm sao, mai là... có cày không? Không, qua xin nghỉ một bữa chứ không thôi là sáng nay là khỏi đi luôn á. Nhưng mà yên tâm, hôm nay về là phải cày liền, nghe chưa? Tại vì anh chút một cái là thả liền, là cày sâu cuốc bẩm liền cho anh nghe. Dạ. Cày hùng hục cho anh luôn nha. Rồi. Trời ơi. Rồi. Thực ra là cái việc mà cày ngày cày đêm á thì nó cũng, nó cái đó cũng không phải là cái giải pháp để mà có con đâu. Thực sự tại vì nó thì đàn ông thì biết rồi đó, đúng không? Yeah. Nó liên tục như vậy á thì cái nó mệt yếu đi. Tinh binh nó không có nhiều hết trơn á. Đó thành ra mình phải tư vấn bác sĩ. Mình phải này kia nọ để mà mình tìm cách mình gọi là kiếm con. Rồi hôm nay là sau khi ông mụ ông chúc rồi đó nghe. Là bắt đầu là tụi con về, tụi con cộng thêm với cái gọi là bác sĩ á. Cộng thêm cái lời khuyên của bác sĩ rồi từ thức ăn thức uống này kia nọ. Đó là chắc chắn là có thôi. Thì ra mới có 1 năm thôi đúng không? Dạ đúng, có 1 năm thì chưa nôn. Thấy người ta bạn bè nó phải các bạn phải bỏ qua cái việc gọi là mình mong muốn nôn quá. Đó đúng rồi, nôn á, bỏ đi, để kệ bà nó cứ tự nhiên anh nghe. Đúng rồi chính xác rồi cứ chọn yêu thương là sẽ chọn hạnh phúc, là chắc chắn là sẽ có con. Bất chấp luôn hả chị? Đó. Đó uống sữa vô, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc là bảo đảm là có con thôi. Nha. Rồi khỏi cần chọn ngày chọn tháng gì hết á. Đó cứ chọn yêu thương là chọn hạnh phúc nè. Ông rồi. Bố bắt đầu nói nhảm rồi đó. Đó nhảm quá. Bây giờ coi như thôi, chắc lẽ là cái giai đoạn mà các bạn yêu nhau nó cũng đẹp nè. Rồi cái chuyện mà đi đến hôn nhân chắc chắn là nó sẽ không có những cái trục trặc gì nó xảy ra. Đúng không? Bây giờ chỉ có chuyện là chưa có con thôi, trục trặc cái chuyện đó thôi. Rồi bây giờ tới cái phần này mới hay nè. Cái phần này mà nó khai phóng hết rồi đó chị. Là chắc chắn là đêm nay là các bạn là cài là có liền. Khai phóng nó là cái gì? Là bây giờ tật xấu của các bên đó nó có nhiều hay không, và nhân cơ hội này mình nói ra hết đi. Đó bây giờ anh hỏi em nè, idol em nè, idol chồng em nè. Giờ có bao nhiêu tật xấu? Nghi chắc có cũng dím à. Có không? Idol dạ, mà có. Giữ thể diện đó chắc idol dím, có không? Dạ có nhiều luôn. Trời ơi, bây giờ con giữ, bữa nay con kể. Rồi đó, con kể thử coi. Anh Danh thì cái vật là ngủ không mới kêu rất là khó, kêu mà anh là không bao giờ được hết. Con bây giờ là con phải dùng cái chiêu là con lấy cái gối con đập mới chịu dậy, chứ sáng dậy là dậy không được, cứ dậy thích đó nướng đúng không, nằm cứ ỉ ai ỉ ôi cứ nằm hoài không chịu dậy mà. Kêu dậy rất là khó, ngủ ra không bao giờ dậy. Ví dụ đi quay là 8 giờ là có mặt nha, là em là để chuông từ hồi 6 giờ cho tới 7 giờ là một cách 5 phút lần. Nó phải reo liên tục thì mới dậy nổi. Mà cứ nghe reo cái lại tắt, reo cái là tắt, reo tắt. Mà mấy bà này bà chơi, bà lấy gói á, bà kêu hoài không được, bà lấy gói bà đập cái mình dậy mình quạo chứ. Quạo luôn. Quạo luôn. Làm gì đập dữ, kêu bình thường không được á. Nó kêu bình thường anh đâu có chịu dậy đâu. Sao Dương? Dương kể đi. Tại cái khúc đó anh Dương kể có hợp lý hơn. Tại vì hai đứa là khi thoảng thì cũng liên hệ với nhau, nhưng mà liên hệ với nhau thì thường là cứ ấn định là cuối tuần là gặp nhau. Thế vào một hôm cuối tuần thì em cũng hẹn ra cầu Ánh Sao, là ngồi trên cái đồi bãi cỏ rất là lãng mạn mà trời cũng thực sự là nhiều sao đấy. Thế thì em mới ngồi thế thì cô ấy ngồi bên cạnh, nhưng mà cảm giác như hơi lạnh, nên là cô ấy lại ngồi đằng trước, tức là dựa vào người em. Thế em mới hỏi là anh là cũng biết kỹ năng massage đấy. Đó là em massage cho cô ấy, và thế là cô ấy lại hỏi là chỗ đây đông người quá là ngại. Thế thì bạn ấy lại mới nói là tìm cái chỗ khác không phải chỗ này. Thế em mới đưa ra chỗ Kim Sơn quận 7 ấy. Đấy thì đấy là cái buổi gần tiếp theo đó. Mà ba mẹ em á, ở nhà là dặn bốn chị em, ba chị em gái á, có một em cô Út nữa, là phải tổ chức đám cưới xong rồi mới ấy việc đó, tại sợ là ăn cơm trước cảng á, ba em lề nếp đó. Nhưng mà gái mình đi sau, nhưng mà riêng bản thân em lại suy nghĩ nó khác, là cái đó nó cũng thật sự là quan trọng trong hôn nhân. Nếu mà không hợp nhau nó cũng khó là lâu dài được. Nên là khi mà ra mắt ba với lại ra mắt bên chồng xong thì bọn em mới quyết định việc đó. Như là một phần do cái bàn tay ông massage điêu luyện quá. Dạ. Đúng không? Dạ.
Rồi sau đó là quyết định là cưới luôn. Dạ. Đúng không? Em rất là ấn tượng ở một chỗ nữa là lúc mà anh Dương về nhà ra mắt ba em vào 30 tháng 4 á, năm 2020 là anh Dương vô nhà em, xong rồi mẹ em thì đang ăn chay trường đơn tụng kinh Phật, còn lúc đó sáng rồi, xong rồi ba em ở nhà dưới xong kêu ba con dẫn người yêu về ra mắt ba này, ba vui không? Thế xong ba nói là ủa thiệt hả con? Sao nhanh vậy? Cái xong cái xuống anh Dương chào ba, không biết chào kiểu sao mà ông ba chạy lên nhà trên, xong ba giơ hát hai bàn tay lên là ba bảo là cho con rể 10 điểm. Em nói cái gì Dương, em thể hiện cái gì mà ba giơ 10 ngón tay vậy Dương? Thực sự là em có nói gì đâu, em thực sự không nói gì cả. Em thấy là mẹ đang tụng kinh trong nhà, ba thì bên ngoài, mà trong đấy không có ai mời em vào. Vậy thì đi vào trong rồi, thực sự là em không biết đứng gì cả, đứng ngoài thôi. Đứng ngoài thôi, thế thì ra ba nhìn thấy mình thì mời vào này kia thôi. Xong rồi Huệ mới hỏi là cho mấy điểm, tức là lén lút, tức là em không có biết đâu. Tức là nói nhỏ đấy, là ba cho anh ấy mấy điểm. Thế thì ba mới trả lời như thế. Chứ thực sự là em cũng không có nói gì trước cái hôm đấy. Họ nói chung là tại vì thứ nhất là nhìn thấy kết đó chị. Đúng rồi. Thấy cái hình thức, nhìn ban đầu không hiểu sao nha. Có những người mình vừa gặp cái là có cảm tình liền nha. Xong rồi em có hỏi với anh Dương là lúc mà anh gặp ba em thì anh thể hiện động tác gì không mà ba em lại cho 10 điểm. Có không, anh Dương ảnh mới kể cho em là ảnh có theo người Nhật Bản là cúi đầu kiểu sâu xuống một xíu. Với lại chào ba. Rất là sâu, với lại mình kính trọng kiểu kiểu vậy đó. Đây là rồi, thế là một mối tình đã gọi là nên vợ nên chồng, lãng mạn rồi, rất đẹp. Rồi bây giờ sống với nhau đã được mấy năm rồi nhỉ? Vợ được mấy thời gian rồi? Quen nhau thì từ coi như là 2021, nay 2021 thì ủa gì mới đây à? 2020 thì mới cưới. Mới cưới đúng không? Cuối năm 2020 đây là vài tháng chứ mấy. Đúng rồi. Dạ. Đúng không nào? Trong vỏn vẹn vài tháng. Trong vỏn vẹn vài tháng đó thì anh và chị có những tật xấu gì mà mình phát hiện ở nhau? Và đây là cơ hội để cho các bạn khui. Khui các đó. Bạn khui ra và để các bạn mong muốn đối phương thay đổi để mà gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn. Rồi đến cái phần này thì không biết là cô Huệ có để cho anh Dương kể trước không? Em kể trước. Đó, thấy chưa? Hồi nãy cái gì cũng vậy. Để anh Dương kể đi, anh Dương kể hay lắm. Để anh Dương kể đi, để anh Dương kể đi. Đến phần khui tật xấu. Dạ thôi để em kể. Đó rồi, mà nói đi nào. Dạ, anh Dương thì ảnh hay thức khuya. Anh có em không thích điều đó. Thứ hai là tắm khuya nữa. Trời, tắm khuya là không được nghe. Dạ, không được. Với lại mà tắm nhiều lần trong vòng một ngày. Mà tắm mỗi lần như vậy là tắm nửa tiếng. Con thấy hơi lâu. Em thấy như vậy cũng hơi lâu. Tắm khuya mà tắm lâu là vô cùng nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà nhiều khi vô toilet không biết có tắm không. Một ngày tắm nhiều lần thì tốn tiền nước vậy thôi. Rồi gì nữa? Mỗi lần mà ảnh nghiên cứu một vấn đề gì đó thì ảnh rất là tập trung. Mình cần phải gì? Kiểu như không được quấy rầy á, như vậy thì con cảm thấy con bị tụt, cái nghĩa là không có được như cảm xúc của mình á, bị sụt hạng á, hiểu không? Sách của ảnh là hơn mình á, ví dụ vậy. Cái vấn đề đó của ảnh là hơn mình đúng không? Dạ, kiểu như là con đang muốn kể chuyện như thế này, chuyện vui à, nhưng mà ảnh lại đang tập trung vào vấn đề ảnh cần nghiên cứu. Sau rồi ảnh nhiều lúc ảnh hăng say muốn diễn thuyết hay là muốn thuyết trình một vấn đề nào đó cho con nghe thì lúc đó con lại không có muốn nghe nữa, mà ảnh cứ nói hoài, nói không ngừng nghỉ luôn. Nghĩa là có khi nào mà bắt em phải ngồi ở đó để mà ảnh nói không? Có luôn. Anh như một khách hàng vậy đúng không? Ngồi nghe diễn thuyết đó đúng không? Tại vì con có một cái bảng học á. Ảnh cứ đứng lên rồi giảng cho con nghe. Nhiều lúc mà con mệt mà con buồn ngủ luôn mà con không dám nói nhiều. Mà nói về cái vấn đề bất động sản đồ, đất đai, nhà cửa đồ hay sao? Dạ nói về gì? Đa mọi chủ đề luôn ạ. Cứ chủ đề nào mà ảnh thích là ảnh nói. Rồi còn gì nữa không nè? Dạ lúc mà nấu cơm hoặc là rửa chén á, thì con cũng muốn chồng con làm cùng á. Phụ con. Dạ cho vui. Tại vì rồi. Con thích vậy. Thích mình vậy đó đúng không? Dạ. Mình là Huệ làm hết. Dạ ông chồng con nó ăn đâu. Ngon lắm. Nhưng mà nghĩa là con thích. Mới lấy nhau mà vợ chồng son mà. Cái gì cũng thích làm chung hết. Dạ. Rửa chén chung, giặt đồ chung, tắm chung. Rồi ABCD cái gì cũng muốn chung cả. Đó vấn đề là như thế. Dạ. Rồi bây giờ chồng mình có khó tính không? Dạ ảnh thì rất là chỉnh chu.
Rất là đi ra ngoài hay là đi đâu đó là rất là, con thấy là một người cầu toàn á. Cầu toàn. Dạ. Và tức là có khó tính với Huệ không? Dạ. Ngay cái chuyện mà thấy ngồi mà ngồi im vậy nghe anh diễn thuyết á là thấy có vẻ hơi khó tính rồi đó đúng không? Khó tính của gia trưởng hay không? Kiểu như là rất là nghiêm túc. Con thấy rất là nghiêm túc chứ ảnh thì rất là chiều con. Rồi. À. Vậy thì bây giờ cái điều mà Huệ muốn anh Dương thay đổi là cái điều gì? Dạ thứ nhất đó là tắm một ngày ít lần thôi và mỗi lần tắm thì nhanh lên một xíu. Rồi thứ hai là không được tắm khuya nữa. Nhưng mà tắm thì trước 7 giờ tối là được. Dạ. Rồi không được thức khuya. Thức khuya không quá. Thức khuya. Dạ 11 giờ đêm là phải lo ngủ rồi. Là con thích điều đó. Rồi lúc mà nấu nấu ăn á hoặc là rửa chén hoặc là làm bất cứ việc gì á thì con em rất là muốn chồng em làm chung. Dạ. Rồi. Em rất là thích điều đó luôn. Vậy bây giờ anh muốn hỏi là hồi trước đó là lúc mới gặp á là đi chạy bộ chung với nhau. Đó rồi sau đó là cũng có tập thể dục chung với nhau. Vậy thì bây giờ là vợ chồng với nhau rồi thì có còn tập thể dục chung với nhau? Dạ anh hay rủ ngược lại anh hay rủ em tập thể dục. Nghĩa là dạo này em lười đúng không? Thôi nói tóm lại á là cái điều mà Huệ muốn á là theo chị là chính xác. Tắm bây giờ mình quy định đi buổi sáng trước khi đi làm rồi đi làm về là tắm. Tắm xong rồi ăn rồi mình nghỉ ngơi rồi đó mình ngủ sớm một xíu đúng không? Rồi đó tắm nửa tiếng giờ xuống đi 20 phút đi hoặc 15 phút thôi. Đó thì em là làm được. Được đúng không? Rồi, rồi trong nhưng mà thời có gian cái thói quen là tắm như vợ bảo là tầm 7 giờ em hay tắm không? Tầm 10 giờ hay là 12 giờ không tối. Nên. Trời ơi trời nguy hiểm em lắm. Em đừng bao giờ nên tắm khuya. Tắm khuya. Đúng không? Em đừng bao giờ nên tắm khuya nguy hiểm lắm cưng. Đừng. Em biết không? Có rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến đột quỵ là do tắm khuya đó. Nghe. Đó. Rồi bây giờ tới em, Dương. Tên Dương đó. Sao nè, tật xấu của ấy là gồm có những gì nè? Tật xấu là em muốn vợ thay đổi đây là đọc sách á, là phải đọc cho nó hết. Và ít ra đọc hết rồi thì phải nói cho em biết được cái nội dung. Tại vì nhiều khi em kiểm tra và thấy chỉ biết cái tên của sách thôi chứ nội dung nó cái là không có nói cho em chưa nghe có đọc được đó. Là em test lại là không có được. Tại vì là em dối lại là em biết rồi, em biết rồi. Tại vì là em thích đọc mấy cái gì em thích thôi chứ đọc trọn bạn một cuốn sách thì ít lắm. Tức là một trường á là thích cái gì á là đọc cái đấy thích thôi cái chứ gì không bao giờ chọn cái đọc gì. Dạ chứ em thích đọc hết. Mà sách vở khi em mua về là anh hay đọc từ đầu đến cuối. Và thực sự là rồi, rất là nhiều cuốn sách nó dày như này. Nó 3-4 cm nhưng mà phải cố đọc hết. Đó là cái mong muốn của em là muốn Huệ phải đọc hết cuốn sách. Những cái gì mà mình đọc, không đọc thì thôi, đọc thì đọc cho hết đúng không? Rồi. Mình thì lại cái như này nè, mình dạo này em vậy nghe em đọc sách á, em hay đọc mà mục lục á. Dạ. Coi những cái phần nào anh thích anh đọc. Anh lại giống như Huệ. Dạ. Và anh nghĩ thời buổi giờ nhiều quá nhiều việc cho nên cái chuyện đó cũng là một cái lựa chọn của chính mọi người. Đây giờ sở thích thôi chứ thực chứ ra không thể nào bắt người ta giống mình. Dạ. Rồi, tiếp đi. Rồi, tiếp đi cưng. Tiếp theo nữa là mong muốn là vợ em nấu ăn chín chu hơn. Tại vì nhiều khi không chín chu lắm. Tức là cô ấy không nấu ăn nó bài biển ra. Chồng em thì nấu ăn ngon luôn. Còn em thì nấu ăn chưa cũng ngon. Nấu ăn là ăn được thôi. Tại vì chồng em yêu thương em nên là cố gắng ăn cho em vui. Chứ em nấu cũng chưa ngon lắm. Em rồi, thường là phải chuẩn bị tất cả xong hết rồi, rửa sạch rồi, bày biện xong rồi đó. Lúc đấy là mới bật bếp nấu này kia. Nhưng mà vợ chưa biết gì là cứ bắt nước lên hay là cứ bật bếp thôi mà là trong em nấu đấy luôn. Làm cái gì là dưỡng nhanh 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 nhanh. Mà mấy cái đấy em không, thấy nó cái đó thì lại không được đó. Cái đó là phải gấp gáp chồng á. Tránh bị khét rồi bị này kia cái nọ. Nếu mà nấu bằng bếp ga là nguy hiểm lắm á. Dạ. Nghe. Rồi tiếp tục những tật xấu nữa nè. Thứ hai đó là nhiều khi vợ chồng giận nhau á là hay là bắt em tức là em thức khuya quá mà vợ cứ bảo em đi ngủ mà không đi ngủ là vợ giận là cứ ra ngoài ngồi khi nào mà xuống công viên em ngồi. Em đi ngủ rồi mới xuống hồ bơi ngủ ngồi. Tại vì hai vợ chồng ở chung cư á là vợ cứ xuống hồ bơi ấy, dưới là cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây vậy thôi. Hai vợ em đặc biệt em là không có giận nhau không quá nghe 10 đi phút ngủ phút sớm á là giận như kiểu vậy. Nhưng đặc biệt là chưa bao giờ giận quá tầm 10 phút. Cứ sau 10 phút là hòa nhau và vui vẻ. Rồi tiếp tục trong nhà có gì vui không? Cô ấy có tính tình đó là chững chạc hay là con nít hay là
trẻ con không? Tính tình của trẻ con không? Nãy giờ thấy nói chuyện là thấy có vẻ vẫn còn con nít lắm nè. Vâng, chính xác ạ. Em thì bằng tuổi với vợ, nhưng mà cái suy nghĩ với cái thứ nó khác. Và em cảm nhận như là mình lấy phải một cái cô mà giống như là em bé. Nhiều khi giống như là một cô khoảng tầm 16, 18 tuổi thôi. Và ngây thơ không biết sự đời vậy đó. Nhưng mà suốt ngày là cứ... tức là mơ mộng người này kia, rồi cũng điệu điệu, rồi là nói chung là làm những cái việc mà em không nghĩ rằng đấy là người 32 tuổi. Nhưng mà giờ có thích là sống áo hay chụp ảnh rồi này kia cái thứ cái mà em nghĩ đều cấm là đừng có chụp ảnh anh. Nhưng mà suốt này chụp lén này kia thứ, và cái đấy thực sự em không có thích. Có quay video clip em không? Nhiều khi quay cười mình là gửi cho mẹ vợ. Không có đăng Facebook không? Đăng Facebook thì quay video thì em đăng. Em mới hỏi ảnh là cái này em đăng được không, thì ảnh cho thì em mới đăng. Còn không thì thôi em gửi cho mẹ má. Vậy em mong muốn vợ của em thay đổi những gì Dương? Cái tính trẻ con thì em không biết là có nên thay đổi hay không, nhưng em nghĩ thế là được rồi. Và vợ em thực sự em chỉ yêu cầu là vợ em chỉ đọc sách thôi, tại vì thực sự em rất là thích sách vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Không có gì phải thay đổi nữa. Từ khi lấy vợ về giờ em thấy thực sự là an vui, an nhiên, sống một cuộc sống hay quá, bình lặng lắm. Không, Dương thấy được điều đó, tức có nghĩa là Dương đang hạnh phúc đó. Dương đang tận hưởng cái hạnh phúc của mình đang có. Đúng rồi. Và đây là một nửa của em thật sự đó. Chị thấy bây giờ hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là gì biết không? Là bắt đầu cọ sát với nhau để mà hòa nhập á. Vâng. Bắt đầu tìm hiểu về nhau, về tất cả mọi thứ. Thì chắc chắn là không thể nào mà một ngày, một lúc mà có thể làm được cái điều đó liền. Thì thành ra là nương nhau để mà xem là, giống như nãy em nói đó, có những cái là mình thấy là con nít đó này kia nọ, nhưng mình thấy cái đó được vô tư. Tại vì thực ra người mà có cái tâm hồn như vậy đỡ lắm em ơi. Chị nói thiệt, tự nhiên mình bị chín chắn, mình bị già quá, mình mệt lắm. Thành ra là cô này cổ dạy con nít mà, cho nên là cổ dạy đi cho nó tốt đó. Rồi ngược lại á, thì ảnh có những cái mà ảnh mong muốn ở em á, là cần phải chững chạc này kia nọ, thì em cứ yên tâm. Khi mà em có bạn này, có em bé gái, tụi em có con cái là tự động cái sự thích nghi liền. Cho nên giờ hiện giờ là hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là tận hưởng cái hạnh phúc mà mình đang có, tìm cách hòa nhập vào để mà tạo được một cái gia đình, để chuẩn bị chờ đón cái đứa con của mình. Đó thì cố gắng đi. Bây giờ có muốn có con không? Dạ, đang thả 2 tuần rồi. Đang mới có 2 tuần à hả? Dạ. Em chúc luôn đi em. Cho dính luôn. Trước khi anh chúc đó thì anh cũng mong là em phải làm sao hạn chế tối đa cái việc